Hello, xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Cơ Số 8. Ở video trước thì Jenny đã hướng dẫn cho anh chị và các bạn Remitano là gì, cách chúng ta xác minh danh tính KYC tài khoản trên Remitano. Và trong video ngày hôm nay thì Jenny sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn mình dùng Việt Nam đồng trong tài khoản ngân hàng mà chúng ta mua bán giao dịch Bitcoin ở trên Remitano thì sẽ làm chi tiết như thế nào. Ok, bạn nào mà chưa xem video lần trước hoặc là chưa có tài khoản đăng ký trong Remitano thì bấm vào đường link bên dưới description, đó là coin68.com/go/remitano. Chúng ta đăng ký tài khoản và xem lại video lần trước để mình xác minh danh tính ha. Và bây giờ nếu bạn nào đã có tài khoản rồi và xác minh rồi thì hãy cùng bắt đầu video ngày hôm nay nhé. Ok, và bây giờ thì Jenny sẽ tiến hành mua Bitcoin thử cho các bạn xem. Đầu tiên chúng ta sẽ vào giao dịch B2B. Mọi người có thể thấy ở đây giá bán đang là 757 triệu và giá mua đang là 750 triệu. Nếu mà mình muốn mua thì mình sẽ bấm vào nút màu xanh lá cây, đó là nút mua ngay. Rồi, Bitcoin nó không cần thiết mình phải mua ví dụ như 1 bit, 2 bit, 3 bit ha, mà mình có thể chia nhỏ ra, không phải không mấy bit cũng được. Cho nên bây giờ Jenny đang test thì mình sẽ mua khoảng 0.00025 bit, tương ứng với khoảng 8 đô. Thì mọi người có thể thấy nó sẽ tự động sổ ra cho mình những cái quảng cáo chào mua, những quảng cáo chào bán bởi vì mình là người mua. Ok, thì chắc là mình sẽ bấm vào luôn cái quảng cáo đầu tiên của bạn Linh Nguyễn 10. Thời gian hoàn thành khá là nhanh ha. Rồi, ok, chắc là mình sẽ bấm vào cái đầu tiên với tỷ giá như sau. Ok, mình sẽ bấm vào mua ha. Nó sẽ hỏi bạn là bạn có đồng ý mở giao dịch mua 0.00025 Bitcoin từ Linh Nguyễn 10 với tổng số là 196.977 Việt Nam đồng không? Mình sẽ đồng ý. Ok. Rồi, nội dung chuyển khoản các bạn lưu ý nha. Trong cái nội dung chuyển khoản các bạn cần phải ghi đúng thật là chính xác những cái nội dung ở trong đây. Bạn tuyệt đối nha, không ghi nội dung chuyển khoản những thứ liên quan đến tiền mã hóa, tiền ảo, Bitcoin, Ethereum, USDT, tuyệt đối không được bao gồm cái đó ở trong nội dung chuyển khoản của mình. Đây là một điều rất rất là cần lưu ý nha các bạn, cực kỳ cần lưu ý nha. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành là lấy điện thoại ra để chuyển khoản cái giao dịch này cho bạn Nguyễn Thị Mỹ Linh theo tài khoản Techcombank. Sau đó nếu như mà các bạn chuyển khoản xong thì chúng ta sẽ bấm vào gửi bằng chứng thanh toán. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển khoản nhé. Chuyển khoản thì cứ như bình thường, các bạn vào tài khoản ngân hàng của mình và chuyển khoản cho bạn Nguyễn Thị Mỹ Linh như là bình thường. Nhưng mà chỉ khác một cái, đó là nhập đúng số tiền và nhập đúng cái nội dung chuyển khoản là được. Ok, vậy là mình đã chuyển khoản xong cho bạn Linh. Rồi, thì nó sẽ tự động nhảy ra luôn. Ở trên này là mã giao dịch đã hoàn tất, bạn đã nhận được 0.00025 Bitcoin từ Linh Nguyễn. Và bây giờ mình sẽ xem số dư của mình nhé. Ok, ở đây thì các bạn có thể thấy ở trong phần Bitcoin này, đó là mình đã có Bitcoin trong tài khoản của mình rồi. Ok. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ làm gì với số Bitcoin này? Ok, bây giờ mình đã thử giao dịch bằng Bitcoin rồi, bây giờ mình sẽ thử một tính năng khác trên sàn, đó là swap ha. Rồi, bây giờ mình sẽ swap luôn theo giá thị trường. Nó có hai cách, một cái là swap theo giá thị trường, cái thứ hai là swap theo giá bạn đặt. Thì mình sẽ làm cho nhanh luôn là mình sẽ swap theo giá thị trường. Các bạn có thể bấm vào giá bạn đặt ở đây để điền vào cái số lượng và cái giá Bitcoin mà các bạn muốn swap. Thì khi mà giá Bitcoin nó về đúng cái số mà bạn đặt á, thì nó sẽ tự động khớp. Còn ở đây thì mình sẽ swap luôn theo giá thị trường. Ở đây là mình sẽ swap maximum, tức là tối đa số lượng BTC và mình muốn swap lấy USDT. Rồi, thì số lượng swap của mình ở đây là 7.96. Ok. Rồi mình sẽ mua ha. Ở đây là mình đang test cho mọi người thôi ha.
Rồi, bây giờ mình sẽ xác nhận. Các bạn lưu ý là ok, lệnh swap của bạn đang được xử lý. Các bạn lưu ý là những cái giao dịch mà mình làm trên Remitano thì nó đều bao gồm phí nha các bạn. Đừng quên một phần rất là quan trọng, đó là phần phí. Về biểu phí, về swap hay là invest hay là giao dịch B2B thì mình sẽ để một cái bảng phí ở đây. Các bạn có thể tự đọc về khi mà chúng ta giao dịch mua bán Bitcoin trên Remitano thì phí nó sẽ là bao nhiêu. Các bạn sẽ tự đọc ở đây nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đợi cho lệnh swap của mình sẽ được xử lý ha. Ok, ở đây thì nó đã ghi là đã khớp hoàn toàn và mình sẽ thử check xem nha. Ok, mình đã vào ví của mình và mình thấy bây giờ Bitcoin đã là 0 và Tether của mình đang là 7.96. Rồi, ok, và bây giờ thì mình sẽ thử chức năng đầu tư của sàn Remitano. Sau khi mà mình nhìn qua một loạt các altcoin thì mình sẽ quyết định là mua BNB, tức là mua Binance Coin. Chúng ta sẽ bấm vào nút mua ở bên này. Ok, và bây giờ sẽ có hai dạng. Dạng thứ nhất là mình sẽ mua ở dạng normal, dạng thứ hai là mình sẽ mua ở dạng margin 2x. Thì cái dạng margin 2x này mình sẽ giải thích thêm cho các bạn ở những video sau, nhưng mà các bạn cứ hiểu sơ sơ ở đây là một dạng đòn bẩy. Khi mà chúng ta bấm vào margin 2x đó, tức là nó sẽ hiện ra vốn vay của mình đang là ở dạng 2x. Ví dụ chúng ta chỉ có 10 đô thôi, nhưng mà khi chúng ta bấm vào margin 2x thì vốn của chúng ta sẽ lên là 20 đô, tức là lên gấp đôi. Và ở đây thì nó sàn chỉ hỗ trợ đòn bẩy ở mức 2x nha mọi người, không có 5x, 10x hay là 100x gì hết. Tất nhiên nó sẽ có đi kèm với rủi ro khi mà mình đã vay vốn vay, mà cho nên chắc chắn sẽ có rủi ro và sẽ có phí lãi vay đó. Cho nên thì chúng ta sẽ demo ở dạng normal nha. Bây giờ mình đang có 7 đô, cho nên là mình sẽ đầu tư khoảng 0.015, 0.02 đi, 0.03, 0.03 không đủ tiền, mình đầu tư 0.02, tức là 6 đô. Rồi, ở đây với các bạn lưu ý là Remitano nói là miễn phí nếu không có lời nha. Ví dụ như chúng ta đầu tư vào Binance Coin, chúng ta đầu tư vào BNB mà chúng ta không có lời thì mình sẽ không tốn phí. Phí ở đây là phí bạn mua BNB. Còn nếu như mà đầu tư có lời thì nó sẽ mất phí. Và phí bao nhiêu thì như các bạn tua lại video lúc nãy mà mình đã để cái bảng phí ở đây rồi. Các bạn tua lại video ha. Rồi mình sẽ bấm tạo đầu tư. Đồng ý ha. Rồi khoản đầu tư đã được tạo thành công. Đây, mình đang mở một cái khoản đầu tư, là mình sẽ đầu tư vào Binance Coin. Đó, thì nếu như mà các bạn lời đó chưa gì nó đã hiện ra khoản lãi lỗ rồi các bạn. Đây mình đang lãi lỗ chưa biết, bởi vì mới tạo mà ha, mới tạo được có mấy giây rồi cho nên là mình vẫn chưa biết. Nếu như mà các bạn đây mình sẽ cài đặt. Rồi các bạn có thể cài đặt đó là tự động đóng khi phần trăm lợi nhuận là bao nhiêu, hoặc là tự động đóng khi mình thua lỗ là bao nhiêu. Nó giống như là stop loss và TP á các bạn. Lệnh nó sẽ đóng khi mà lợi nhuận của mình ở bao nhiêu phần trăm, và lệnh nó sẽ đóng khi mà mình muốn cắt lỗ mà mình thua bao nhiêu phần trăm. Nó kiểu như là mình chốt lời và cắt lỗ vậy đó mọi người. Thì ở đây ha, mình sẽ đóng lại. Rồi mọi người có thể tự cài đặt cái này ha. Ở đây mình sẽ demo nên mình không cài đặt. Ở đây mình đang lãi, màu xanh là lãi, mình đang lãi 0.02 đô. Rồi trạng thái là đang chạy. Ở đây hướng dẫn đóng đó là khi các bạn đóng đầu khoản đầu tư của mình, số lượng BNB sẽ được bán ra thị trường. Rồi, chênh lệch giữa vốn ký gửi của bạn và số tiền mới sẽ được gọi là lợi nhuận. Nếu như mà ở đây mình đóng thì mình sẽ lời được 0.01 đô. Nhưng mà mình đang tin là BNB sẽ còn tăng nữa, cho nên mình sẽ không đóng ha. Rồi. Đó, thì nếu như mà các bạn muốn thực hiện giao dịch tất cả mọi thứ ở trên Remitano thì đều có hướng dẫn ở đây hết. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn, đó là mình sẽ bán Bitcoin ra tiền mặt. Rồi bây giờ mình đang có Bitcoin rồi, hoặc là mình đang có USDT rồi, mình sẽ bán nó ra tiền mặt. Rồi ở đây mình đang lãi được 0.02 đô. Ok, mình sẽ đóng ha. Mình sẽ đóng để mình bán Bitcoin, mình giao dịch cho các bạn xem là chúng ta sẽ bán Bitcoin về tài khoản ngân hàng như thế nào. Rồi mình đóng rồi ha. Ok, quay trở lại đâu rồi, quay trở lại ví của mình. Đây, quay trở lại ví của mình là mình đang có 7.96 Tether. Rồi, bây giờ mình sẽ bán
Tether, hoặc là các bạn cũng có thể swap qua Bitcoin rồi các bạn bán Bitcoin cũng được, nhưng mà mình thấy nó mất phí cho nên là mình sẽ bán luôn từ USDT về tiền Việt Nam đồng của mình như thế nào. Rồi, bây giờ mình sẽ bán. Rồi, bây giờ mình sẽ bán ha. Mình bấm vào giao dịch B2B, sau đó mình sẽ bán Tether. Giá ở đây đang là bao nhiêu nhỉ? 23.195. Ok, mình sẽ bán nha. Rồi, mình sẽ bán hết tất cả số lượng USDT mình đang có luôn. Và mình sẽ rất là... Ok, mình sẽ đọc một loạt rồi. Mình sẽ chọn cái đầu tiên nhé. Mình thích cái thời gian hoàn thành nó nhanh gọn các bạn, cho nên mình sẽ chọn cái đầu tiên. Rồi, ở đây các bạn thấy nó hiện ra một thông báo, đó là hacker có thể theo dõi email của bạn, vui lòng bật xác thực để bảo vệ quỹ của bạn. Remitano sẽ không. Ok, bây giờ mình sẽ nghe theo Remitano, mình sẽ bật cái này. Và mình highly recommend, tức là mình cực kỳ khuyến khích các bạn là nên cài đặt authenticator. Đó, bây giờ mình sẽ cài đặt cho các bạn xem là chúng ta sẽ làm như thế nào. Bấm kích hoạt nha. Đầu tiên là mình sẽ tải ứng dụng này xuống. Rồi, thực ra thì trong điện thoại của mình á đã có sẵn ứng dụng đó rồi. Các bạn chỉ cần lên App Store hoặc là Google Play, bấm vào là nó sẽ ra. Mình đã tải xuống rồi nha. Và bây giờ nó sẽ hiện ra một cái mã QR. Bây giờ mình sẽ mở cái ứng dụng này của mình lên. Đó. Rồi các bạn thấy có một cái dấu cộng. Các bạn thấy có một cái dấu cộng bên tay phải của ứng dụng này. Đây, mình sẽ quay màn hình cho các bạn xem luôn nhé. Rồi, mình sẽ bấm vào quét mã QR ở trên này. Sau khi mà quét mã QR xong, nó sẽ hiện cho các bạn Remitano, username là Quỳnh23613. Đó, rồi mình các bạn nhớ copy cái đoạn này ra một cái nốt riêng nha. Nhớ copy cái đoạn này ra một cái nốt riêng để khi mà mình mất, mình muốn cài lại thì mình sẽ copy cái đoạn nốt này. Rồi, mình sẽ bấm tiếp theo. Nhập mã được hiển thị ở đây đang là 995. Ok, mình sẽ bấm copy cho nhanh. Rồi. 995, không copy được, 995, 538. Rồi. Ok, bây giờ mình đã kích hoạt cái này. Kích hoạt cái này để làm gì? Mình nghĩ đây là một ứng dụng rất là quan trọng, đặc biệt là cho những bạn nào mà mới biết thị trường tiền mã hóa và muốn giao dịch thị trường tiền mã hóa. Đó là các bạn, khi mà các bạn đăng nhập vào tài khoản của mình thì nó sẽ bắt buộc các bạn nhập cái mã có 6 chữ số này để có thể đăng nhập được. Và 6 cái chữ số này nó sẽ thay đổi, là đó là 60 giây nó cho các bạn thay đổi một cái mã khác. Cho nên là không có người nào mà có thể hack được cái tài khoản của bạn hết, bởi vì bạn đã có bảo mật qua cái lớp authenticator này rồi. Đó, 6 cái chữ số này thì khoảng 60 giây. Hình như là 60 giây thì phải, mình không nhớ lắm, thì nó sẽ thay đổi 6 chữ số khác. Ok, sau khi mà cài đặt bảo mật 2FA xong thì chúng ta sẽ tiến hành đó là thử bán ha. Bây giờ số dư của mình đang có 7 đô, mình sẽ bán qua Việt Nam đồng. Mình sẽ bấm vào chữ chọn coin, bấm USDT và sau đó bấm bán ngay ha. Rồi, mình sẽ bán max luôn. Thời gian hoàn thành mình muốn nhanh cho nên mình sẽ chọn quảng cáo đầu tiên, đó là bán ngay. Đồng ý, mở giao dịch. Rồi, xong, rất là nhanh đúng không nào? Nhanh đến không tưởng. Lúc nãy bạn thấy cái bên tay trái chỗ này của mình đang là 7 đô và bây giờ nó đã pop ngay lập tức ra số dư Việt Nam đồng của mình là 162 đô. Đó, rất là nhanh. Và bây giờ chúng ta sẽ thử rút Việt Nam đồng nhé. Đây, mình sẽ bấm chữ rút Việt Nam đồng. Bấm chữ rút. Nếu như mà các bạn nào mà không bấm chữ rút Việt Nam đồng ngay lúc đó thì chúng ta sẽ vào trang chủ này. Rồi, bấm vào bảng điều khiển ví. Và sau đó thấy cái số tiền Việt Nam đồng của mình ở đây, mình bấm chữ rút tiền. Nó sẽ tự auto cho mình đến một cái việc liên kết với lại tài khoản ngân hàng. Rồi, các bạn liên kết này, bởi vì mình đã liên kết sẵn rồi là ngân hàng Techcombank của Jenny. Cho nên nếu như mà các bạn nào muốn thêm tài khoản ngân hàng mới thì chúng ta sẽ bấm vào chữ thêm tài khoản ngân hàng mới.
chọn một trong ba ngân hàng sau. Mình sẽ có Vietcombank, Techcombank và TB Bank. Nhưng mà mình highly recommend, tức là mình đề xuất các bạn nên dùng Vietcombank và Techcombank ha. Bởi vì nó có cái dấu sấm sét ở đây á. Dấu sấm sét có nghĩa là Vietcombank và Techcombank sẽ hỗ trợ rút tiền nhanh hơn. Đó, thì mình highly recommend là có thể dùng Vietcom hoặc là Techcom. Rồi, sau khi mà chọn ngân hàng xong, các bạn nhập số tài khoản của mình vào, nhập tên tài khoản của mình vào. Lưu ý là tên tài khoản của mình viết in hoa hết, không viết dấu. Và nó phải đúng y chang với cái họ tên của mình ở trong cái thẻ tài khoản ngân hàng ha. Không dùng nickname hoặc là không dùng tên khác. Rồi sau đó các bạn bấm chữ tạo thì nó sẽ tự động tạo ra cho các bạn một cái khung như là mình đang có ở đây, đó là Techcombank. Đó, rồi. Ok, mình sẽ chọn Techcom. Mình sẽ bấm tiếp tục. Rồi, rồi các bạn có thể thấy là nó sẽ hiện ra một cái bảng là số lượng rút tối đa của mình là bao nhiêu đây. Mình sẽ bấm max ha, mình sẽ rút tối đa luôn là 162.000. Mình sẽ bấm xác nhận. Ở đây mình sẽ kiểm tra lại invoice một lần nữa, kiểm tra một cái bảng thông tin, đó là số tiền rút xem nó đúng chưa, phương thức rút tiền là qua ngân hàng nào, tên tài khoản của ai, số tài khoản là bao nhiêu. Đó, kiểm tra phải, nói chung là phải kiểm tra cực kỳ kỹ trước khi bấm rút tiền nha. Mình đã kiểm tra rồi cho nên mình sẽ bấm rút. Rồi, sau khi bấm rút thì nó sẽ bắt mình phải nhập mã vào. Các bạn thấy cực kỳ gọi là bảo mật đúng không? Làm gì cũng phải nhập mã vào hết. Rồi, mình sẽ bấm xác nhận. Ok, sau khi mà xác nhận xong thì mình kéo xuống dưới cùng. Các bạn có thể thấy đó là giao dịch này đang được chờ xử lý. Các bạn có thể thấy cái dòng chữ màu vàng ở đây là đang chờ xử lý. Và bây giờ mình sẽ chờ cho tài khoản của mình báo nhận tiền ở trên điện thoại ha. Thường là nó sẽ diễn ra khá là nhanh, khoảng 30 giây đến 1 phút. Và nếu như mà hiện ra, nếu như mà nó đã gửi xong, nó sẽ hiện ra chỗ này là đã giao hàng. Ở đây lúc nãy là đó, nãy nó đang hiện là đang chờ xử lý, bây giờ nó hiện là đang gửi ha. Ok, thời gian xử lý ở bên này. Mình sẽ đăng nhập vào Techcom để xem nó chuyển tiền chưa. Chưa hả các bạn? À, đã giao hàng ở trên Remi rồi nhưng mà Techcom vẫn chưa vào. Chắc là đợi thêm một chút nữa. Rồi đó, ok, mình sẽ đợi thêm một chút nữa để Techcom của mình vào tiền ha. Ok, các bạn có thể thấy rất là nhanh chóng và tiện lợi đúng không? Cực kỳ nhanh luôn. Thao tác rất đơn giản và thân thiện với người dùng. Đó là một điều mình cực kỳ thích ở Remitano. Ok, bây giờ mình sẽ đợi một chút để cho tiền trong tài khoản ngân hàng của mình vào. Mình sẽ show cho các bạn và sẽ kết thúc video nha. A few moments later. Ok, và sau một thời gian chờ đợi thì tài khoản ngân hàng của mình đã cộng tiền rồi ha, 162.000. Và các bạn thấy cái nội dung, cái mã rút tiền á, nó sẽ khớp với lại cái mã rút tiền ở trên Remitano là W158.com. Thì các bạn nhớ là coi kỹ cái mã đó để nếu như mà mình có xảy ra bất kỳ một cái trục trặc kỹ thuật nào thì mình sẽ liên hệ với đội ngũ và mình sẽ ghi cái mã rút tiền nó ra để đội ngũ kiểm tra. Rồi, vậy thì đó là xong cái video về mua bán giao dịch Remitano của mình ngày hôm nay. Nếu các bạn thích video này thì đừng quên cho mình một like và một subscribe. Và để ủng hộ đội ngũ UK68, ủng hộ Jenny thì mọi người có thể đăng ký tài khoản Remitano dưới link đó là UK68.com/go/Remitano. Mình sẽ để link ngay bên dưới cái phần description này. Ok, các bạn nào có thắc mắc về Remitano, cách giao dịch mua bán thì kiểu như là muốn đọc chi tiết thêm thì các bạn có thể lên UK68 và search Remitano. Tụi mình có một bài viết hướng dẫn review cực kỳ chi tiết ở trên đó. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Video khá là dài nhưng mà mình tin chắc qua video này các bạn hoàn toàn có thể tự tin mua bán giao dịch tiền Việt Nam đồng ở trên tài khoản ngân hàng để mua Bitcoin hoặc là những loại tiền mã hóa khác. Ok, cảm ơn các bạn nha, và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau của UK68. Bye bye.